Xin chào mừng các bạn đã đến với video này của Học Excel Online, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đi đến cái bài tiếp theo của series Google Apps Script. Và bây giờ thì trong cái video này thì mình sẽ dạy các bạn làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra được một cái menu như thế này. Và khi mà các bạn bấm vào menu hay là menu con ở đây thì một đoạn code ở trong Google Apps Script sẽ chạy và thực hiện cái việc mà bạn muốn nó làm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cả Google Apps Script file GAS số 19. Và bây giờ thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi phân tích một chút như thế này. Đây, để mà chúng ta có thể add được cái menu item, đây là Học Excel Online, vào trong cái file Google Apps Script của chúng ta ấy, thì với mỗi file Google Apps Script thì sẽ có một cái function đặc biệt, đó là onOpen, có nghĩa là khi mà cái tài liệu Google Sheet đó được mở ra ấy, thì là cái function hay là cái đoạn code ở trong onOpen này nó sẽ được chạy. Và chúng ta sẽ muốn nó chạy như thế nào thì chúng ta sẽ muốn nó tạo ra một cái menu, và mình đã vẽ sẵn ở đây rồi. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là đầu tiên là chúng ta sẽ phải đi tạo cái menu này, gọi là menu Học Excel Online, bằng cái đoạn code như các bạn nhìn thấy ở đây của chúng ta. Và chúng ta sẽ bắt đầu viết như sau. Đầu tiên là và chúng ta lại phải làm việc với cả user interface của spreadsheet app chẳng hạn. Nếu mà các bạn sử dụng Docs app hay là form app thì các bạn sẽ thay bằng cái tương ứng get UI ở đây. Và sau đó thì chúng ta sẽ phải click này, chúng ta sẽ create menu. Và menu caption của chúng ta là gì? Ở đây thì chúng ta sẽ ghi vào theo cái ví dụ là Học Excel Online để cho nó thống nhất với cả cái ví dụ ở đây. Còn nếu mà các bạn muốn ghi cái tên khác của các bạn thì không có vấn đề gì cả. Ok, ví dụ sau khi mà chúng ta create cái menu này xong ấy thì chúng ta gõ vào là add to UI chẳng hạn. Ok, lưu lại này, select function là onOpen này, rồi bấm nút play. Customer must contain at least one item. Nếu mà các bạn gặp cái trường hợp này ấy, thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải có thêm cái item nữa ở đây. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải viết vào là .add item. Item đây cái phần caption ấy, cái phần caption của chúng ta là cái phần mà nó hiện lên. Ví dụ như trong trường hợp này nó hiện lên phần caption này là tên bạn là gì, thì chúng ta sẽ phải cho vào tên bạn là gì ở đây. Ok, tên bạn là gì? Tên bạn là gì? Hỏi chấm. Và cái function name ở đây là cái function mà chúng ta sẽ gọi. Ở đây là chúng ta sẽ cho vào đây là tên bạn là gì. Và các bạn lưu ý function name là phải ở string. Thế nên chúng ta sẽ phải có hai cái dấu tick như thế này. Ok. Sau đó chúng ta sẽ lưu lại và bấm nút play. Sau khi bấm nút play xong ấy thì chúng ta có thể bấm vào Học Excel Online. Thì các bạn có thể nhìn thấy tên bạn là gì. Và bấm vào thì các bạn nhìn thấy được là nó sẽ cho chúng ta cái thông báo là running script. Và đây là cái đoạn code mà chúng ta sẽ chạy, là mở ra một cái alert tên là tên bạn là gì. Bấm OK. Thì tương tự như vậy ý, thì để mà thêm được cái separator, có nghĩa là cái đoạn đường kẻ ở đây ý, thì chúng ta sẽ phải thêm vào đây là add separator. Đây, chấm này, add separator. Ok, mà sau khi add separator như vậy thì chúng ta có thể add submenu. Và cái submenu của chúng ta tên là gì thì chúng ta sẽ lại phải để một cái tên cho nó. Ở đây mình để tên là menu con. Này, add submenu đây. Đó, UI.createMenu. Add submenu này, UI.create. Quên mất rồi, UI.create submenu. Viết như nào nhỉ? Mình sẽ xem lại, create menu thôi. Create menu, mở ngoặc ra, chỗ này sẽ là menu con. Ok. Không biết là submenu có bắt buộc phải có một cái thành phần item ở dưới hay không. Mình sẽ bấm thử play. Ok, cannot call method of undefined. Có nghĩa là cái vấn đề này là UI nó chưa được defined. Thì mình sẽ phải tách riêng cái UI này ra như thế này. Bởi vì là chung một chỗ như thế này thì cái UI nó chưa được defined. Thế nên là mình sẽ tách riêng ra bằng cách là sử dụng UI bằng cái này này. Define xong, mình sẽ
gõ UI vào đây. Rồi, bấm play. Đấy, thì cái custom menu phải có at least một item, thế nên mình lại tiếp tục gõ vào đây là add item. Và chỗ này là ở trong menu con nhé. Là đây là một ví dụ này. Và cái function name ở đây mình đã viết sẵn là ví dụ ở đây rồi. Chúng ta chỉ việc copy vào và thay vào đây thôi. Và chúng ta lại tiếp tục bấm nút play. Contain at least one item. Submenu này, rồi add item ở đây này. Tại sao nó lại chưa được? Bởi vì là có thể là UI create menu con, thì cái ngoặc ở đây này thì mình sẽ phải cho vào cái dòng số 9. Bấm play một lần nữa. Ok, có vẻ là được rồi. Thì mình lại bấm vào Excel Online menu con, và đây là một ví dụ. Thì các bạn đã nhìn thấy đây là cái đoạn code mà mình đã gọi. Thì qua cái video này thì mình hy vọng là các bạn sẽ biết cách để có thể tạo được ra cái menu của chính mình ở trong file Google Sheet của bạn và chạy những cái đoạn code mà bạn mong muốn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.